giới thiệu cho các bạn về cái cách mà xóa mí an toàn. Và với ba bước thì nó sẽ giúp gì cho cái người nợ có thể là làm được nó thoải mái nhất và không bị áp lực. Bởi vì khi mà xóa mí thì các bạn đã biết là mí là cái vùng mà nó sát mắt. Chính vì thế cho nên là các bạn cần phải bảo đảm rằng là khi mà mình sử dụng tia laser ấy, nó không bị vào các cái đồng tử của mắt. Các bạn chú ý là cái này nó sẽ rất là ảnh hưởng nếu mà mình xóa mà nó không an toàn. Đấy, chính vì thế hôm nay là mình cũng làm cái video để giới thiệu cho tất cả các bạn, những đồng nghiệp và những học viên có thể nắm rõ được là các bước xóa mí như thế nào mà cần xóa. Thì các bạn nhớ rằng xóa là bao giờ mình cũng phải xóa cái khu vực mà cái mí dưới trước nhé, bởi vì mí trên nó cao hơn. Nếu các bạn xóa mí trên này thì tí nó sẽ bị sưng lên thì các bạn sẽ không thể là xóa mí dưới được, rất là khó để làm. Thì các bạn cho nên là lúc nó chưa sưng thì các bạn cần xóa hai cái mí dưới trước này, xóa bên này và xóa bên kia luôn, sau đó là bắt đầu mình xóa mí trên các bạn nhé. Hoặc là các bạn xóa mí dưới này các bạn xóa mí trên ngay, chứ đừng có xóa mí trên trước, bởi vì xóa mí trên ý, thì khi nó sưng lên ý, thì các bạn rất khó để xử lý. Thì các bạn cần phải đặt tay nó che mắt luôn nhé các bạn nhé. Đấy, đặt tay giữ này thì khách hàng sẽ không hề mở được mắt các bạn nhé. Đấy. Xóa thì mình sẽ đếm 3, 2, 1 thì để khách hàng đỡ giật mình. Em bắt đầu xóa là gì này? 3, 2, 1, bắt đầu này. Đấy. 3, 2, 1, bắt đầu này. Ba hai một bắt đầu này. Đấy, khi mà khách quen rồi thì các bạn có thể thấy nhanh được. Các bạn nhìn này, bắn ấy kể cả cái tia này nó có bắn ra ngoài cho nữa thì nó cũng không thể vào mắt khách được. Các bạn nhớ cho nên là nó phải xử lý nó một cách nó an toàn. Đấy. Và mình giữ cả hai phía giữ cả cái trên cả cái dưới này thì khi đấy là mình bắn nó rất là thoải mái. 3 2 1 bắt đầu này. Dù có mở ra, khách có muốn mở ra cũng không mở được. Các bạn cần giữ như thế này rồi thì không vấn đề gì. Đấy, các bạn có bắn trượt nó không sao các bạn nhé. Các bạn, những bạn mà tay run cái thứ mà mới đầu làm laser ấy, thì có thể là có một cái cách làm nó chuẩn xác nhất. Cho khe mắt này các bạn cần kéo khe mắt này, tay vẫn giữ và kéo khe mắt này. Thường thường xóa mí này nó rơi vào tầm độ 3 lần thì các bạn nhé. Xóa nó rơi vào 3 lần. Đấy là dưới mình đã làm xong rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình tiếp tục trên này. Trong lúc nó chưa sưng thì các bạn có thể làm được ngay trên này. Và kể cả nó sưng rồi thì các bạn vẫn làm được trên. Nhưng mà các bạn làm trên trước ấy, thì dưới mình sẽ rất là khó để làm. Bởi vì là trên nó đua ra ngoài như này mà. Đấy. Thì thả lỏng nhé. Bắt đầu này. 3 2 1 này. Đấy. Như vậy là mình đã xử lý xong một bên rồi các bạn nhé. Thì cái bên như này thì chắc là nó cũng vẫn như vậy thôi các bạn ạ. Cho nên là khi mà mình xử lý như vậy thì nó mới là đúng quy trình và mình giữ được an toàn. Các bạn hiểu rằng là đặc biệt khi có khách ở đây thì mình cũng nói ở cái mức độ là nó hơi tránh một chút rồi. Cũng nghĩa là các vị trí xóa ở mí là vị trí xóa nó gần cái đồng tử của mắt. Chính vì thế các bạn phải giữ được an toàn tuyệt đối qua 3 bước làm. Thứ nhất là tấm phim. Thứ hai là cách mình xử lý laser. Cái thứ ba đó là cách mình gọi là giữ tấm phim này như thế nào, thì nó ba cái bước đấy là bước cực kỳ quan trọng để xóa mí. Và các bạn khi mà các bạn chưa hiểu biết gì hoặc các bạn có cần gì cần giải đáp thì các bạn có thể là đặt câu hỏi ở bên dưới nhé. Và thấy kênh Rio nó hay thì các bạn có thể là like, share và chia sẻ. Hiện tại thì bên Rio đang hoạt động về xăm hình, phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo, đào tạo học viên và các dịch vụ xăm màu da, xăm chân tóc, chia sẻ. Các bạn có thể là comment và gửi số điện thoại bên dưới để mình tư vấn nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.